Thưa quý vị, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước trẻ em là vấn đề cần thiết, nhất là trong dịp hè. Bởi đây là thời điểm thiếu nhi được nghỉ học, có nhiều thời gian cho các hoạt động trải nghiệm. Thời điểm này, khi nhiều học sinh đã bắt đầu nghỉ hè, các khóa dạy bơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng sôi động trở lại. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi biết bơi được xem là một trong những kỹ năng quan trọng đối với trẻ em, nhất là khi thực tế thời gian qua vẫn có không ít học sinh bị đuối nước. Kỹ năng bơi lội là một trong những cái kỹ năng rất là cần thiết cho trẻ em trong cái giai đoạn hiện nay. Với sự quan tâm của các cấp các ngành và thành phố Đà Nẵng, thì mùa hè năm nay, Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng tổ chức khóa học bơi an toàn phòng chống đuối nước dành cho các em thiếu nhi. Hy vọng qua khóa học này, các em sẽ có những kỹ năng rất là cần thiết, bổ ích để các em có thể xử lý trong những cái tình huống tai nạn có thể xảy ra. Cùng với hiệu quả của công tác tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, nhiều phụ huynh đã bắt đầu quan tâm đến việc trang bị kỹ năng bơi lội cho con em mình. Trong bối cảnh hiện nay khi cuộc sống đã trở về với nhịp bình thường, phụ huynh cũng mạnh dạn cho trẻ tham gia các khóa kỹ năng sống dịp hè nhằm tạo điều kiện cho các em được trải nghiệm thêm nhiều điều vui tươi bổ ích. Trong đó, các lớp học bơi luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên. Cháu nhà mình là 8 tuổi rồi, mình quyết định cho con đi học hè vì nâng cao sức khỏe, tránh điện thoại, điện đồ và tham gia tích cực học hoạt động nâng cao sức đề kháng cho cháu. Con chọn đi học bơi trong mùa hè này bởi vì khi chúng ta biết bơi thì chúng ta sẽ phòng tránh được những tai nạn đuối nước và cũng giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em tiếp cận với các kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp hè, hiện nhiều đơn vị, trong đó có Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng, đều miễn phí học bơi đối với các em có hoàn cảnh khó khăn.